Em xin chào các bác đam mê với thích hoa lan nhé. Trong video lần này em có một số phần lan chia sẻ cho các bác. Gần Tết rồi nên là hàng hóa nó cũng ít đi, dịch riêng là không đi lại được nhiều các bác nhé. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại là 086 882 5909. Các bác có thể gọi điện, nhắn tin hoặc nhắn tin qua Zalo nhé. Em đều chốt hàng ạ. Thì lan thì em vẫn chia thành các phần đều nhau đó. Mỗi phần thì từ 50.000 trở lên. Hình số 1 này là lan, cái lan bạc diệp này. Cái lan bạc diệp mà mùa này nó có ngồng hoa các bác, em để giá 50.000 thôi. Thì hình nào em chia đều là cũng có ngồng hoa cả, để cho về các bác chơi hoa. Các bác chăm tốt thì cây nó sẽ to, củ sẽ to dần ạ. Em đi trên rừng thì những cái rừng trúc bây giờ nó cũng khá là ít rồi, chưa tìm được cái vùng nào nó nhiều hơn nên nó cũng không được nhiều lắm. Các bác thích chơi hàng độc lạ thì các bác sưu tầm cái lan bạc diệp này nhá các bác nhá. Hình số 1 50.000. Hình số 2 cũng là 50.000 nhá. Cái lan bạc diệp này dễ trồng đấy các bác, trồng ở những cái nơi nó ít ánh sáng ấy, trồng đất cũng được nhá, đất mùn đấy ạ. Mà trộn cái phân chuồng như kiểu phân bò, phân trâu, khoai mục thì lại càng tốt các bạn. Vì cây này nó sống ở trong cái rừng trúc mà âm u lắm. Hình số 2 50.000 nhá. Đây cụm rất là to này. Đây có ngồng hoa các bác nhá. Hình số 3 thì có một cụm thôi. Cụm này em cũng để 50.000 đây. Về các bác đặt lên chậu này là trồng thôi. Các bác chăm tốt những cái củ này, này nó sẽ tự phình lên thôi. Cái ngồng hoa đây này rất là to này các bác này. Đấy, cái ngồng hoa rất to. Hình số 3 50.000. Hình số 4 cũng là 50.000 nhá. Đây cũng có ngồng hoa này. Và những cái củ này các bác về trồng làm giống. Hình số 4 50.000. Hình số 5 cũng là 50.000. Đây. Đây là những cái ngồng hoa này các bác này. Đấy. Củ rất là to. Và những củ nhỏ để các bác chăm. Hình số 5 50.000. Sang hình số 6 này em có cái phần hài dâu này. Lâu rồi em đi cũng không lấy được cái nhiều hài dâu đâu. Nó cũng khá là ít, cái vùng em lấy khai thác thì nó cũng không còn nhiều rồi, phải đi xa hơn cơ, nhưng mà gần Tết là bận quá không đi được, chỉ lấy mót được những cái cây này thôi. Những cây này là toàn những cây lẻ thôi, nhưng mà em đã cắt tỉa rễ gọn gàng rồi. Về hài dâu thì cây rất khỏe, rất là dễ sống các bác nhá, hàng xanh tươi luôn này. Phần hài dâu này em để các bác với giá 50.000 thôi, coi như là công cán xăng xe đi lại. Hình số 6 là 50.000 nhá các bác nhá. Hình số 7 thì em sang cái lan kiếm bicolor. Lan kiếm bicolor thì một số cái đã có ngồng hoa này các bác này. Đây như cái này là cái ngồng hoa của kiếm bicolor, đây là mầm nhá các bác nhá. Đấy. Đây các bác trồng thì nó sẽ ra mầm hoa đây, bắt đầu ra mùa hoa đây này. Những cái ngồng trắng này là toàn là mầm hoa của kiếm bicolor nhá. Đây em không tiện em bới ra đâu. Về các bác chăm là sẽ được ngắm hoa thôi. Bicolor này thì em để hình số 7 là 120.000 một hình nhá. Đấy. Cây rất đồng đều, các bác trồng nhiều chậu cũng được. Bicolor là hình 7 là 120.000. Hình số 8 cũng là 120.000 nhá. Kiếm bicolor hay gọi là kiếm hai màu các bác ạ. Có hai tên khác nhau đấy. Hình số 8 này là cũng là 120.000 nhá các bác nhá. Một cụm to một cụm nhỏ hơn. Hình số 9 thì như thế này là cũng 120.000 đấy. Đây là cái cụm này. Và cụm vài cụm nữa ạ. Để ý kỹ thì sẽ thấy cái hoa nó trồi lên, về các bác tưới là nó sẽ ra hoa thôi, mật mầm thôi. Kiếm thì rất là dễ trồng rồi, kiếm này cũng dễ trồng như kiếm tiên vũ, kiếm lô hội thôi. Các bác lưu ý là nhìn không phải là lô hội đâu nhá. Đây là kiếm bicolor, kiếm hai màu, là một trong những bốn giống lan kiếm lá cứng theo phân loại của người Việt Nam. Còn đấy, theo phân loại người Việt Nam là một trong bốn loại đấy, kiếm tiên vũ, kiếm bicolor, thì kiếm lô hội, kiếm hương dừa đấy. Ngoài ra còn dòng kiếm lá mềm. Nói chung là cái lan kiếm này nó khá nhiều cái giống khác nhau ạ. Hình số 9 em để 120.000 nhé. Hình số 10 là hoàng thảo nghệ tâm nhé. Em cũng để 50.000 thôi. Trông nó như cái rơm rác này, nhưng mà các bác chăm tưới nước là cây sẽ sống thôi. Bùi nhùi này. Cây này rất là dễ sống các bác ạ. Miền Nam, miền Bắc trồng đều ok nhé. Hình số 10 em để 50.000 cho các bác mua về sưu tầm chơi mỗi loại một ít nữa. Sang hình số 12 là hình số 11. Hình số 11 thì em lại có cái lan hài cookie này. Hài cookie này đây. Cây mới nhổ về thôi đấy. Cây mới nhổ về. Nó ở chỗ những chỗ nó ẩm thấp một chút nên là nó vẫn còn những cái đất nó hơi hơi ẩm ẩm.
thì em sẽ để cho nó khô ráo xong rồi gói hàng cho các bác nhé. Cái để ẩm này là gói hàng không đảm bảo thì các bác yên tâm một điều là nó sẽ khô ráo. Hình số 11 này em để giá 50.000 thôi, các bác trồng khá là nhiều ấy. Có mà vài chậu luôn, tha hồ trồng. Hai này còn gọi là hài lục. Hình số 11 50.000, hình số 12 cũng 50.000 nhá. Đây. Giải ra cho các bác xem cây. Cái hài này thì các bác lưu ý là các bác có thể trồng bằng đá thấm thủy, nếu có đá thấm thủy thì tốt nhá. Không có đá thấm thủy thì các bác có thể trồng bằng vỏ thông size nhỏ hoặc là dớn vụn. Dớn cộng đấy ạ. Cái dớn vụn người ta bán trong các cửa hàng vật tư hoa lan ấy. Đây các bác lưu ý là điều đấy, có nhiều bác mua hàng về cũng sau mới hỏi cách trồng, bảo trồng bằng đất được không thì em khuyên một câu là không nên trồng bằng đất nhé các bác nhé. Trồng bằng đất nó chặt quá mà cái rễ hài này nó rất dễ bị ngột, nó cần có cái độ thoáng tương đối thì nó mới sống được các bác ạ. Và các bác trồng lưu ý là không nên ngập sâu quá thì cây sẽ thối ạ. Đây cái hài này lưu ý thế là mình sẽ thuần được thôi. Hài cốc kỳ thì cũng không quá khó thuần đâu. Hình số 12 thì em để giá 50.000. Hôm nay thì em chỉ có từng đấy lan thôi, rất là ít. Các bác mua gì ủng hộ em nhé. Em chân thành cảm ơn các bác ạ.